Ngày xưa, PowerPoint có một đối thủ cực kỳ nặng ký, đó chính là Prezi với hiệu ứng phóng to thần thánh. Và hôm nay, NiceLine sẽ hướng dẫn chúng ta thiết kế chuyển động này chỉ trong tích tắc với tính năng zoom mới nhất của PowerPoint 365. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị trên slide một khung cảnh chứa nhiều nội dung nhỏ với chất lượng sắc nét nhất có thể. Bí quyết để tìm được họa tiết và thiết kế hiệu ứng xé giấy, chúng ta có thể tham khảo tại NiceLine.vn sửa hướng dẫn. Bên cạnh đó, chúng ta cần thêm một slide trắng để có thể sử dụng tính năng zoom. Việc chúng ta cần làm bây giờ đó là kéo slide trắng vào bên trong slide chính, rồi vào zoom, chọn zoom background để xóa đi nền trắng, chọn Return để có thể quay lại cảnh chính sau khi kết thúc và tăng thời gian lên khoảng 2 giây để chuyển động được mềm mại uyển chuyển hơn. Mọi người kéo khung chữ nhật vào vị trí cần phóng to. Những vật thể nằm trong phạm vi này sẽ chính là cảnh kết thúc khi chuyển động hoàn thành. Vì vậy, chúng ta để kích thước của khung càng nhỏ thì độ phóng to sẽ càng lớn. Và đặc biệt, chúng ta còn có thể xoay cả khung để chuyển động vừa có thể phóng to, vừa xoay đến đúng trạng thái mong muốn. Và cứ thế, chúng ta sẽ giữ Ctrl để copy được liên tiếp nhiều khung phóng to, kết hợp với điều chỉnh góc xoay, kích thước sao cho phù hợp với bố cục của nội dung. Điều quan trọng nhất mình cần đính chính đó là chúng ta chỉ cần duy nhất một slide trắng mà thôi. Mỗi khung được copy sẽ là từng cảnh phóng to riêng, tương ứng với vị trí, kích thước, góc xoay của nó. Và đây là thành quả của chúng ta chỉ sau một vài thao tác cơ bản. Chỉ với chuyển động xoay và phóng to đơn giản này thôi, nhưng vị thế dẫn đầu của PowerPoint ngày xưa đã bị lung lay rất nhiều bởi Prezi. Và giờ đây, chúng ta có thể dễ dàng thiết kế chuyển động này với tính năng zoom của PowerPoint 365 được NiceLine cài đặt miễn phí cho học viên. Các thầy cô có thể ứng dụng tính năng này để phóng to vào một bài giảng cụ thể trong một tổng thể lớn. Và nếu chúng ta vừa muốn phóng to, vừa muốn cắt chi tiết trong đó chuyển động, chúng ta có thể sử dụng hiệu ứng Morph huyền thoại của PowerPoint. Đến với NiceLine, chúng ta sẽ luôn được cập nhật các tính năng mới nhất của PowerPoint và khai phá toàn bộ sức mạnh tuyệt vời của chúng thông qua giáo trình đào tạo chuyên sâu cùng bộ công cụ ưu việt độc quyền đến từ NiceLine. Hãy cùng ghé qua NiceLine.com để trang bị cho bản thân nền tảng thiết kế vững chắc bài bản, từ đó tạo bệ phóng chinh phục các cột mốc thành công trong sự nghiệp.